mối liên quan giữa cái đốt sống và cái thân thể thì đôi khi mình sẽ thấy được cái tầm là tổn thương sai. Thì như em nghĩ là bệnh nhân có triệu chứng là ở L1 đi, bệnh nhân hai là giờ tôi bị đi yếu đứng chân và cảm giác đau ở phía ngoài rồi mình nghĩ là cái chỗ bị yếu thì cũng là L1 đi. Thì khi mình cho bệnh nhân được khuyên MRI tự thì lúc đó mình cũng nghĩ nên là chủ yếu bệnh nhân là ở hai chi dưới, thì các bạn hay lúc đó mình có đi mình chụp từ cái ngực trở lên các bạn. Khi mình nghĩ là bị chân thôi, mình chụp cái phần là phải tỉ tư ở xuống thôi. Còn nào chụp với các bạn thì đâu bao giờ có, chỉ có một số thì nó có thì người ta mới yêu cầu là chụp là chỉ định MRI từ trên xuống dưới, còn không thì người ta sẽ tâm bụng xác định rõ cái vị trí nào để mà cần chụp. Như các bạn thấy là phải chỉ ngồi là phải thắt lưng để không ai là vô cái viêm cơ cơ không viêm tai chỉ định MRI chỗ nào đó có trường hợp ở đâu không từ não đi chắc thì mình thấy là lúc sống trên C1 sẽ là thân vị C1, sống C6 thì tới này là nó sẽ thân vị C7 rồi, tới đoạn C4 thì xuống thân vị C6, lúc sống C10 thì nó tương ứng với thân vị L1. Nên nhiều khi mình thấy triệu chứng tương ứng với là tổn thương rễ để thân L1 thì cần phải chụp cao hơn, vị trí mình chụp viên MRI sẽ chụp cao hơn, chụp CT cao hơn, đó là ở vị trí là bạn chỉ từ ngực xuống và thắt lưng. Chứ không thể nào em chụp thắt lưng không coi gì, từ thắt lưng em sẽ thấy là bạn sẽ bị sót cái thằng ở lĩnh vực của mình. Còn cuộc sống thì hiện nay là tương ứng với là không bị cùng rồi. Thì đây là một cái lát thì có các cái sừng ha, sừng sau, sừng giác, sừng trước, phần đầu. Cái sừng trung gian này thì nó sẽ phát triển ở những cái đoạn quỹ gian tương với lại các cái hạch giao cảm mình, cái neuron giao cảm, rồi cái cột xa của mình ha, có con, có trong, có trên, có ngoài thì là chi phối cho cảm giác như vậy, cảm giác sâu ha. Còn nhớ gì không các bạn? Cái này là phải nhớ nha, để nhầm để em muốn tới lên tới năm năm còn sử dụng nữa. Thật ra thì giờ là chuyện đi trước đi nha, rồi sau đó này là mấy em còn phải sử dụng nó. Xong rồi mình sẽ có các cái cột trước, cột bên thì nó sẽ tương ứng với là các bó gai được thì em nó gai thì nã trước của em sẽ một đầu. Thì cái sừng trước này sáng thì các bạn sẽ thấy là mình có một cái hình ảnh là nó sẽ chi phối cho các cái cơ gặp dưới của mình. Mình sẽ thấy là trong cái thân thủy này của mình nó sẽ đứng nó có cái bản đồ riêng và cái phần ngoài của sừng trước nó sẽ là chi phối cho các cái cơ ở ngọn chi, còn cái phần phía trong này nó sẽ chi phối cho các cái cơ gốc chi và cái phần thân của mình. Rồi một cái ngoài này liên quan tới cơ gắt, chúng ta đây là cơ hay là cơ gắt của mình gắt như này. Tại sao mình cần phải biết nó? Tại vì giờ nếu như bệnh nhân bị có một cái khối u đi từ ở trong nội tủy nó đi ra ngoài đây, khi là cái vùng bị tổn thương ở đây, chỗ này chỗ sẽ thương đây. Nếu bạn nghĩ là bệnh nhân nếu bị yếu thì sẽ bị yếu là yếu các cơ đâu, cơ ở gốc chi nhiều hơn. Đây là cái hình tương ứng nha, tại vì nếu như này là tới phần thắt lưng đi thì các bạn sẽ là tương ứng với lại cái chân của mình, còn đây là ta chỉ mô tả cho các bạn biết là phần phía ngoài cái xương trước sẽ tương ứng với lại các cái cơ ở ngọn chi như đây tay của mình chân, còn cái phần lòng đây phần sát chỗ này sẽ là cái phần cái cơ ở gốc chi. Để mình biết nếu như bệnh nhân mới thì mình hay yếu các cái cơ gốc chi nhiều hơn, nghĩa là cái tổn thương nó từ nội tủy này ra. Nếu như bệnh nhân bị yếu các chủ yếu cơ ngọn chi nhiều hơn và bị chủ yếu là các cái nhóm cơ mũi nhiều hơn thì mình sẽ bị đó là cái vấn đề là nó u nằm đâu đây phía ngoài nghe chưa. Và một cái hình ảnh nhắc lại cho các bạn là về các nhóm thì sống anh mình sẽ có cái đầu mặt bị trước và đầu bị sau, còn bị trước thì nó sẽ cấp cho
2/3 thứ quỹ và quỹ sau thì nó sẽ cắt đi 1/3 sau. Thì cái đặc điểm là gì? Động mạch thủy các máu thủy sống thì nó chỉ có một động mạch thủy trước mà có tới hai cái động mạch thủy sau. Là bình thường á, nó như nó hay bị tắc cái động mạch thủy trước này nhiều hơn là động mạch thủy sau. Thì nếu bị tắc một nó bị tắc một bên và thủy sau thì nó cũng còn đỡ hẹp được cái động mạch thủy sau của mạch thủy phối. Lại này nó có nhiều cái nhánh tới cắt có nguồn từ nguồn nó có bị thiếu máu luôn hơn so với lại cái động mạch thủy trước nó nhận được cái nhánh hậu cái sừng trước sừng sau không gian thì các em đã được hướng dẫn cho anh ha. Thì sừng trước thủy thì nó có cái neuron bộ phận thứ hai, neuron bộ phận dưới và kiểu là nó sẽ chi phối là các cái tay, cái nguồn chi phối cho tay nè. Ở sừng trước thủy mà phía ngoài thì tay rồi các nguồn hấp chi cho cơ mọng chi, còn phía trong này là chi phối cho các cơ xương cột cái cơ nguồn hấp chi và cơ duỗi ở phía trước và gặp phía sau. Khi là những việc tổn thương ở phía này thì mình nên giữ là chủ yếu với cơ duỗi, còn nếu như còn bị tổn thương ở phía còn ở phía trong này thì mình nên giữ là chủ yếu với cái cơ gặp. Thông thường khi mà người ta khám chúng ta thấy là người ta sẽ kiểm tra cái nhóm cơ cơ gặp cơ duỗi ở ngọn kia cơ gốc kia để khi mà khám lâm sàng thì ta gợi ý cho mình cái vị trí tổn thương nằm ở đâu, xong sau đó tiếp theo mình mới đề được sẵn sàng hỗ trợ để giúp chẩn đoán. Chứ nếu như mình không nắm những cái này kỹ thì muốn em thấy là mình khám nào cũng phải phục vụ xét nghiệm hết trơn á, nào cũng phải đi vô thì nó cũng rất là dry, không có biết là có thể dùng được nào. Nếu như các em nắm những cái này kỹ, em khám sẵn sàng kỹ thì em cũng khám sẵn sàng để có chẩn đoán rất là phải cho mình phải gì đó đưa vào cái bộ vô cái kết quả sẵn sàng. Giờ mình sang tới phần cái trắng thì nó có cái đường vận truyền cảm giác, cái đường vận truyền tự động ha. Cái đường vận truyền cảm giác thì mình có cột xoang và liên quan tới cảm giác sâu có ý thức. Trước bên là có bó gai đầu trước cùng với cảm giác sờ nông, bó gai đầu bên cùng với cảm giác đau nhiệt độ, bó gai đầu hạ liên quan tới cảm giác sâu có ý thức. Này nhắc lại ha, cái này là vừa hết rồi. Đây là vị trí của cột xoang ha, này ha, bó gai. Đây là bó gai của nhãn sơ hông, bó gai của nhãn sơ trước và đây là cái bó gai của nhãn sơ trước. Thì đặc điểm của nếu như mình đọc nghe xe nét thì có hai nhóm neuron, neuron trên, neuron dưới hay gọi là neuron số 1 nằm ở bộ não vùng đầu và neuron số 2, neuron dưới thì nằm ở sừng trước thủy ở phân não. Tới neuron thứ 2 thì nó sẽ thân thì nằm ở sừng trước thủy ở phân não, xong sau đó nó sẽ cho sợi dục đến trực tiếp cho cái cơ vân để con cơ rồi. Còn đối với thằng cảm giác thì nó sẽ có nhiều cái đường, nhiều cái neuron hơn, neuron số 1, số 2, số 3. Còn hôm một có cái nhóm trình bày về cái trình của não thì các bạn thấy là liên quan với cảm giác mà cái giác quan thì các bạn sẽ thấy cái nơi là có tới 4 cái neuron rồi đúng không? 4-5 neuron rồi. Vì là liên quan tới tính giác, định giác thì các bạn thấy cái số neuron tham gia rất là nhiều, cái họ chiều to. Thì đối với những cái cảm giác thông thường các bạn sẽ thấy chủ yếu là nó sẽ có ba cái neuron. Neuron số 1 nằm cũng nằm ở mặt gai để sang. Neuron số 2 nằm ở nhân kho và nhân chê ở mặt não. Thì các cái cụ thể tiếp nhận cảm giác và hành vi ha, sau đó nó sẽ có kết hợp với lại cái neuron ở mặt gai để sau, thông với đàn ở mặt gai để sau sẽ tỏa cái sợi cột đi lên và nó sẽ hợp cái neuron thứ hai ở nhân kho để chê vào mặt não. Thì lại vị trí mặt não này nó sẽ bắt kéo sang bốn bên và nó sẽ tiếp hợp với lại cái neuron thứ ba ở nhân mục sau bên rồi thì khi mà cái người bị tổn thương mục sau thì ta sẽ bị mất cảm giác cùng bên. Thực ra mất cảm giác cùng bên hay mỗi bên tổn thương thì nó sẽ tùy theo cái vị trí bị tổn thương như thế nào. Cho mình nhận thấy sẽ thấy là tiếp hợp với nó tổng thể cái mặt gai để sau này nó là neuron giả lục cực thì nó sẽ có một cái đầu này cho tới nó sẽ gắn với lại các cái cụ thể cảm giác rồi sau đó nó sẽ đi theo để sau đến sau tuyến năm và đi lên trên, nó tiếp hợp với lại cái bóc đi theo bóc con và bóc trên
thuộc hành não thì nó sẽ bắt chéo sang đối bên, bắt chéo sang đối bên này, và nó sẽ tiếp hợp với lại cái nhân cơ thứ hai ở nhân hòn bên trên, và nó đi lên tiếp lên trên tới khu vực bồi thụy và đi đến cái vùng bộ não cảm giác. Thì tới vùng bộ não cảm giác thì như là vùng bộ não cảm giác liên quan với lại khu vực này sẽ là chân, dưới là chân này. Thì các em sẽ thấy khi mà tổn thương một xong thì thường nếu khi nào tổn thương ở phần cao ở hành não thường nó tổn thương một xong thường ở phía dưới mắt này, đây vừa như này, chỗ này là hành não như vậy. Giờ đi mà bị tổn thương ở đây thì mấy bạn sẽ thấy là biểu hiện của mất cảm giác sâu thì sẽ làm sao các bạn? Cùng bên, cùng bên tổn thương, tại vì lúc này nó đi tới đây là nó vẫn đi thẳng một đường tới hành não, có gì bên này nó bắt chéo sang đối bên. Khi nào mà bị tổn thương cái lên cao hơn não lên cái chỗ bắt chéo thì lúc này em sẽ thấy bị gì, mất cảm giác sâu đối bên, cùng bên đi đối bên thì cho cái vị trí mà bị tổn thương cái bó đó như em cột đó nằm ở chỗ nào trước chỗ bắt chéo này thì sẽ là cùng bên, sau cái chỗ bắt chéo thì sẽ là đối bên ha. Giờ mình sang tới cái bó gai đồ thị thì bó gai đồ thị trước sau gì đó thì nó cũng sẽ có ba cái neuron lên thượng ha. Các bạn thấy lúc nào cái vị trí neuron số 1 và neuron số 3 giống nhau đúng không? Là hàng gai đằng sau cũng là cá nhân của sau bên bồi thụy, cái vị trí neuron số 2 cái đường đi cũng là khác nhau. Ví dụ như là đối với cái cột sao nó sẽ đi về góc con có trên có mắt chéo ở hành não, còn đối với cái bó gai bồi thụy này thì nó sẽ có từ cái hàng gai đằng sau nè, nó sẽ đi lên từng sau ở 1270 bên trên thì nó sẽ bắt chéo sang phía đối bên. Còn lại cột sao thì mấy bạn thấy là nó bắt chéo rồi các bạn, ở hành não. Còn đối với cái bó gai đồi thì đối với cảm giác nam dị nam thì các bạn sẽ thấy là nó đi lên 1270 phía bên trên nó ở bắt chéo lại cái cánh trước. Ví dụ giờ thì đang ở chỗ T10 đi, cái để sau như cột T10 ha, thì nó sẽ đi lên 1270 phía trên thì nó sẽ đến cái căn cứ T8. Căn cứ T8 này nó sẽ bắt kéo sang phía đối bên của căn cứ T8 và nó sẽ tiếp tục đi lên trên, đi liên hợp với cái nhân vụ sau bên rồi thì bắt kéo. Anh nếu như mà bị tổn thương á thì nó sẽ cho các cái mức cảm giác tùy có thể cùng bên hoặc đối bên. Ví dụ nếu như mà tổn thương cái bó gai đồi thị như là giờ cho cái đường đi này thì bị tổn thương cái bó mình tổn thương chỗ vị trí này thì bệnh nhân sẽ bị mất cảm giác đối bên đối bên. Còn nếu như mà bị tổn thương cái mép trắng trước như là cái chỗ mà nó bắt chéo, các bạn biết mép trắng trước nó nằm đâu không? Vấn đề là mép trắng trước nó nằm đâu? Đây. Cái cánh trước của mình thì nó rất là đẹp rồi. Mình sẽ nhìn không rõ lắm ở đây. Khu vực này là cái cánh trước này. Đây là cái cánh trước của mình nha. Thì nên bệnh nhân sẽ bị mất cảm giác hai bên. Còn ví dụ tổn thương rồi sao? Thì lúc nào mất cảm giác một bên. Bây giờ nhìn nó thì nó dễ ha. Đây. Cụ thể tiếp nhận cảm giác nằm ở dưới thấp đây, nó sẽ phối hợp với hàng gai để sau, nó đi lên phía trên 1270, nó sẽ bắt chéo, ở khu vực này, là bắt chéo ở phía này, ở đây là chỗ bắt chéo này mấy bạn, nó đi lên phía trên tiếp, thì cái nét trắng trước là của khu vực này nè, đây là chỗ mà nó bắt chéo ở phía đây, nó sẽ bắt chéo đi sang phía đối bên, sau nó sẽ kết hợp với lại là chỗ cái con lô thứ hai của này thì lên tiếp tới nhân vật sau bên rồi thì là lên con thứ ba thì lên họ cảm giác. Nên nếu như bệnh nhân mà bị tổn thương cái bó đây, độ tổn thương là chỗ này thì mấy bạn sẽ thấy bệnh nhân mất cảm giác nào, mấy bạn cùng bên hay đối bên, chỗ này nó là chỗ bắt chéo rồi nha, thì là sẽ mất cảm giác đối bên. Còn nếu như bệnh nhân bị tổn thương thiết thể đi, tổn thương như đây thì sẽ mất cảm giác cùng bên hay đối bên, sẽ là cùng bên ha. Giờ bệnh nhân bị tổn thương cái mép trắng trước mất hiện này thì
thì sẽ mất luôn hai bên. Thì bệnh nhân sẽ gặp cái vấn đề tự nhiên trên người bệnh nhân có một cái thanh thủy tại cổ khu vực cái nắm trước nè, nó bị mất cảm giác, người ta gọi là cảm giác treo, mất cảm giác treo, nó rất tùy bị tắt là 2 phút nha. Ví dụ cái chân cũng tổn thương chỗ T8 thì từ T7 trở lên bệnh nhân cảm giác được tốt, từ T9 trở xuống bệnh nhân cảm giác tốt, nhưng mà chỗ cái tầm phân thủy T8 nè, bệnh nhân không có cảm giác đau, không có cảm giác gì độ gì hết, người ta gọi là cái cảm giác treo. Nhưng người có 1 phút nó lên không cảm giác, không biết gì trơn đó, cũng như là được 2 phút thì ra là cảm giác treo. Thì để nhớ được cái này, người phải nhớ được cái đường đi nó như thế nào, tùy theo cái vị trí tổn thương ở đâu mà bệnh nhân sẽ có lúc mất cảm giác cực quan, mất cảm giác cơ quan phức tạp hơn rất là nhiều. Còn đối với những việc vận động thì sẽ là mình có kể là cái bó tát hay bó cỏ gan, thì có đôi lâu hạng số 1 là một bộ vận động nguyên phát, và nó bắt chéo ở một khu vực là nó chỉ là khu vực của mặt não luôn đó, hoặc là nó sẽ bắt chéo ở một cái phân thủy tương ứng, và tùy theo là có và nó sẽ tổn thương ở cái này là sự kiện tủy. Thì nếu mà tổn thương dưới có kéo khác thì người bệnh nhân sẽ có liệt tới bên, còn nếu như mà tổn thương ở dưới có kéo khác thì bệnh nhân sẽ liệt tới bên đây. Thì đây có đường bên, nếu như đây là ở chỗ khu vực thằng hãng nha các bạn, đây là chỗ này là nó kéo khác, thì nếu như mà nó bị tổn thương ở chỗ ngang cái bên này thì bệnh nhân sẽ sao các bạn? Cùng bên này đúng không? Đối bên. Một cam. Đây là liệt cùng bên. Đây. Ở như tổn thương chỗ này nè, nó là liệt đối bên nha. À. Thì giờ những cái phần này giờ các bạn xem, xong các bạn suy nghĩ trẻ lại từ từ không? Đây, cái bó chéo đó của bạn, bó mát của bạn sẽ đi từ bộ phần đầu đi xuống nè, tới khu vực thành não nó sẽ bắt chéo sang phía đối bên, đây đối bên, bên phải. Nên nếu như mình bị tổn thương ở bên nhiều bên này, cái bó chéo khác thì cái này sẽ bị liệt đối bên ha. Còn nếu còn bị dưới cái phần này, các bạn sẽ thấy là chỉ là liệt đối bên. Con này nhiều khó các bạn nhìn từ từ. Bây giờ như vậy, giờ mình nói nha, nói với bạn, mình nói nhầm nữa. Nhớ cái đường đi của phần đầu là nó đi hướng từ bộ não đi xuống, đối với cảm giác là nó là từ phía dưới lên trên, trong thận như này. Và các cái đường ngoại khác mình biết hơi hợp. Rồi giờ mình xem với tiểu não cũng tham gia vào cái chức năng vận động ha. Thì tổn thương tiểu não cùng bên kia có bên cũng thương, hay là khi mình bị tổn thương cái đường quan trọng mình sẽ bị chiếu là đúng không? Cái đường quan trọng trên cái mắt kính khác. Bây giờ đối với chữ não thì sao? Thì chữ não nó sẽ tiếp nhận các luồng thông tin từ đâu các bạn? Từ quan trọng từ các cái cụ thể ngoại vi thông qua các cái hóa chất chữ não. Rồi nó sẽ tiếp nhận qua các cái cơ hội nè, nó sẽ tiếp nhận thông tin ở não, xong sau đó thì não cũng sẽ giúp lên cái mặt của làm sao phối hợp của tay chân giữa thăng bằng, và nó sẽ đưa ra quyết định đưa quay mình trở lại về vùng não nào một đầu để mà điều chỉnh lại các cái động tác sao cho nó đúng tầm đúng hướng ha, vị trí. Tại vì nếu không có vai trò của tiểu não thì cử động thì mình cũng không thể cử động bình thường, nhưng mà để sao cho nó vừa tốt, không có bị cái cường độ quá mạnh hay quá yếu, hay là nó bị sai lầm sai hướng, thì đó là vai trò của tiểu não mình. Thì tiểu não có đặc điểm là gì? Cái đường mà nó đi tâm từ tiểu não, khi là tiểu não sẽ cho các cái đường dây thần kinh nó sẽ đi tới cái phần cỏ não vận động đối bên, từ bây giờ tiểu não bên phải nó sẽ cho các cái sợi cột tới cái vùng bỏ não phía bên trái. Nhưng mà em thấy là khi mà thực hiện được cái động tác nào đó thì cái từ cái vùng bỏ não vận động bên trái nó sẽ cho cái đường bỏ khác đến chi phối cho đường từ bên trái bên phải này. Phải. Thì
phải nói lại từ từ nha. Rồi giờ tử não bên phải nó sẽ giao với các cái đường động, nó đi tới cái vùng vỏ não bộ động mặt bên phía bên trái. Rồi vỏ não bộ đầu bên trái thì nó sẽ cho cái đường vỏ khác chi phối cho cử động của nửa người bên phải bên trái này, nửa người bên trái bên phải cho bên phải. Vậy thì nếu như bị tổn thương cái tiểu não bên phải bên này à, thì các bạn sẽ thấy là cái rối loạn bộ động của bệnh nhân dù sai lầm sai hướng nó sẽ là tương ứng với lại bên nào các bạn? Bên phải bên trái sẽ là bên phải thì có vấn đề, nó là cũng thực hiện được các động tác nhưng mà nó sẽ sai lầm sai hướng bị rung, nên người ta mới nói là gì các bạn, và đối với tổn thương tiểu não thì các triệu chứng nó sẽ là cùng bên tổn thương, nó như bệnh nhân bị rung sai lầm sai hướng phía bên phải thì là bởi vì mình bị trí tổn thương là tiểu não phía bên phải. Các bạn hình dung mình của này không, là nó có hai lần bắt chéo, do là bắt chéo sang cái vùng vỏ não đối bên, cái vỏ não đối bên này phải chi phối cho mỗi người đối bên của vỏ não, nên với cái cùng là bằng cùng bên. Các bạn hiểu được chỗ này chưa? À, giờ này các bạn sẽ đọc đáp án nè. Câu này dễ quá rồi. Bệnh nhân là một lý do tổn thương các tế bào tiết collagen tuyến đen. Bệnh nhân này có thể các triệu chứng nào sau đây? Cái lòng mềm nhạt, bị ngủ người, mất cảm giác cao, có toàn bộ lòng cảm giác. Câu nào nè? Câu nào? Câu yếu ớt vậy? Này không từng học của biết đoán của biết đúng không? Nhưng mà hay muốn nhắc các bạn là gì? Đối với bệnh lý Parkinson, liên quan tới là tiết glucagon dữ nó sẽ là tác động lên cái hệ thần kinh. Hôm nay nè, chị bệnh nhân bị mất cảm giác của bên này. Sau này quá dễ được. Rồi giờ tới thận bằng não. Thì mình phải nhớ từ cái cấu trúc của thận bằng não ra nó là có cái nhóm nhân ha, nhóm nhân đuôi, sẵn, còn nhẹ. Thì nó sẽ tạo ra cái cấu trúc gọi là cái vân. Rồi, thì đây là cái phần thần kinh của cái thận não. Thì thận ra nó cũng sẽ nhận tín hiệu từ các cái cấu trúc khác nhau của não bộ ha. Từ nghĩa là từ cái đường bộ não bằng cầu. Mà bộ não bằng cầu thì có thể là bằng cầu nguyên phát, chính ha, bằng tiền cầu, bằng phụ và khác nhau giữa cái phòng nhân luôn với phòng nhân đều sẵn á, là nó có thể là tiếp nhận thêm cái vùng bộ não cảm giác nữa, mà tất cả nó đều sẽ đi qua vùng bộ não của mình, nó sẽ đi đến cái nhân đuôi và nhân đều sẵn, à đuôi nhân đều sẵn sau có thể là đi đến cái đường cầu nhẹ, có một cái nhánh là đi đến là nhân dưới rồi là xong, có phần là đi qua tiếp đen để đi cuốn. Vậy theo đó là đi theo cái phần nhân sẵn chính thì phụ thì nó đều với nhau. Tóm lại là các bạn nhớ nhớ lại gì? Phần hình não sẽ đi từ vỏ não phần đầu đi đến nhân đuôi đều sẵn. Thì các cái cấu trúc nhân đuôi đều sẵn nó sẽ đi một phần tới là cái cầu nhè nè, như dưới thị nè, hoặc là chất đen. Và sau cùng thì nó phải đi đến rồi thì tới nhân bụng trước thì nhân bên rồi thì và sau khi qua được cho một cái nhân vân vân rồi thì nó sẽ quay ngược trở lại thành quả đau một đầu, để nó sẽ giúp là chi phối với cái động tác phối hợp cái động tác sao cho phù hợp hoàn tập chương trình kế hoạch của các cái phần đầu. Nên là hôm nay cùng vậy thôi, còn cái phần nhân chính thì nó sẽ đi qua thế nào và qua một nhân phụ làm sao thì các bạn chú ý thêm gì thì sẽ không hỏi, mà sau này tới lúc mà thi lên học trên có hỏi hay không đó là cái thầy tư duy không biết nha. Và tới lúc đó thì mình mở sách ra, nhớ mình mở sách ra đọc thôi. Chỉ biết là cái đường đi chung của cái phòng nhân ở thận hình não đó là đi như thế này. Còn giờ yêu cầu chị, yêu cầu mình nhớ được cái này là mở cái đi nhanh, còn nhớ được cái phòng thần kinh của thận hình não rất là tốt rồi. Rồi, thì nó có cái đường trực tiếp, gián tiếp. Thì đó là cái phòng nhân chính hay là cái phòng nhân phụ ha. Thì nó là nó tác động chủ yếu là đi quay và thông qua các chất dẫn truyền thần kinh. Và mình nhớ là hầu hết các chất
chế để bắt buộc mà nó sẽ thất hợp một số những cái lần tùy nó gắn vô cụ thể hà thì có lúc thì nó là chất thất, có lúc nó là chất thất chế và phu ba mát thì cũng là chất thất thì đây là cái phần so sánh giữa cái thành phần não với lại tiểu não nó sẽ tham gia vào cái điều khiển hoạt động. Thì các em sẽ thấy là cái thành phần não của mình nó sẽ tiếp nhận các cái tín hiệu từ cái vùng bộ não bộ phận mà cái vùng quả cảm giác nữa, nó sẽ đi qua mặt nền não ha, và cuối cùng nó sẽ qua cái đồi thị và nó quay ngược trở lại vùng quả não hoạt động tính bên vi mô hoạt động. Còn tiểu não thì nó sẽ tiếp nhận từ cái vùng quả não cảm giác. Các bạn thấy cái công việc của mình là nó tiếp nhận chỉ là cái tín hiệu từ quả não cảm giác đi vào cầu não, tiểu não, rồi nó sẽ đi lên và cái cơ thể và cuối cùng quay trở về cái vùng vận động. Thì cái vùng vận động nó sẽ đi đến cái vùng mà số 4, số 5, rồi hoặc là nãy chủ yếu là nó sẽ quay về cổ vùng số 6 ha. Cái nhầm thì nghĩ đi các bạn học thì cái vùng này là dễ nhớ nhất để biết là nó tiếp nhận xuống hồn kinh từ đâu và nó sẽ cho cái đường sự đi tâm đi tới đâu cái vị trí cái nhầm thôi. Thì các bạn sẽ thấy là sẽ có gì các cái bầu thần kinh cư trú ở tại phân não sống nó sẽ cho các cái neuron dưới sang tới phân phối cho hoạt động do của các cái cơ bơm cơ xương. Thì để tạo nên một cái chủ động chính xác thì nó đòi hỏi là có sự điều hòa từ các cái trung tâm hoạt động ở phân não nè, ở cái mặt phần não, chủ não nè, các cái vùng vỏ não sẽ tham gia vào để điều hòa các cái hoạt động các cái thần kinh ở tại chỗ. Thôi vậy là mình đã xong phần tóm tắt về cái chức năng hoạt động và cảm giác của thần kinh, những cái điểm lý mà các em phải nắm được. Rồi cho chị mời nhóm trình bày về thần kinh hoạt động. Hôm nay mình biết mình giải quyết được xong hết. Hãy subscribe.